Xin chào các bạn, bây giờ đang là 11 giữa trưa, tôi đã có mặt ở nhà. Xin kể cho các bạn một câu chuyện tối hôm qua. Chiều hôm qua tôi đến thị trấn Bảo Yên của Lào Cai, chuẩn bị lên đến thành phố Lào Cai, thì chân tôi nó quá đau, cho nên tôi đã phải lết vào trong nhà nghỉ. Thì trong lúc nghỉ ngơi, lúc đêm nghỉ ngơi, thì tôi có nhận được tín hiệu tâm linh từ Hồng Quân Lão Tổ. Đó là cái sự đau chân này là để dừng chân tôi lại, để tôi phải quay về, vì lượng người đưa lên thiên đông quá rồi. Tôi phải làm động tác cho mọi người quay xuống để vào lục đạo luân hồi để chuyển kiếp đầu thai. Cho nên chính Hồng Quân Lão Tổ là người tác động đến cái chân của tôi. Cái chân của tôi xin thưa lại là tôi bị gãy chân từ lúc tôi chưa làm việc thánh, và nó cứ kéo, từ khi tôi làm việc thánh nó cứ kéo dài thời gian của tôi, và tôi chưa có thời gian để mổ lấy đinh ra, cho nên là cứ mỗi một lần đi dài ngày là nó đều bị đau. Như hôm qua là cái ngày tôi bị đau nhất, tại vì tôi không đi được. Và đến đêm hôm qua thì tôi mới nhận được cái tín hiệu từ Hồng Quân Lão Tổ, đó là Hồng Quân Lão Tổ tác động được chân của tôi. Tại vì thực ra cái tâm của tôi, cái quyết tâm của tôi về cái việc giải phóng các tâm vong linh liệt sĩ này, nó đang rất là quyết tâm, nó rất là cao trào, không ai có thể cản chân tôi được, thì chỉ có việc cho chân tôi đau thì mới cản chân tôi được, và chỉ có Hồng Quân Lão Tổ mới làm được điều này. Và đêm hôm qua tôi đã nghe được cái thông tin từ thần Hồng Quân Lão Tổ, đó là lượng người lên thiên nhiều quá, cho nên phải cho xuống, sau đó rồi mới đi giải quyết tiếp. Vậy thì cũng vui mừng báo với các bạn là chân tôi nó không đến cái gì, nó có nỗi gì nó nặng nề quá. Tôi tưởng tôi bị hút nhưng không phải bị hút. Tôi không uống cái gì cả, từ hôm qua giờ tôi về không uống cái gì cả, cái chân tôi đã đi lại bình thường. Thưa các bạn, hôm qua tôi phải lết, tôi bò vào trong nhà nghỉ, nhưng hôm nay tôi đã đứng lên và đi lại một cách bình thường. Đấy là một cái tín hiệu rất tốt và một sự tác động tâm linh rất cụ thể, thưa các bạn. Còn hôm nay tôi sẽ lên lệnh, sẽ có hai vấn đề rất quan trọng ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất, toàn bộ tam giới nghe lệnh, đặc biệt là thiên giới nghe lệnh, lệnh cho thập điện Diêm La tiếp quản toàn bộ tất cả các vong linh đã lên thiên xét xử, đưa xuống dưới thập điện Diêm La tiếp nhận để xét xử và cho họ vào lục đạo luân hồi để chuyển kiếp đầu thai. Tôi nhắc lại, trước khi cho họ xuống thì hôm nay tôi có làm mâm lễ gọi là thiết tiệc. Thiết tiệc ở đây không có thiệt khao thiên, mà là khao các vong linh liệt sĩ, chứ lần này không có khao thiên. Tất cả cái tiệc hôm nay là chỉ để khao cho các vong linh liệt sĩ đã lên thiên. Và sau khi thiết tiệc xong thì tất cả phải quay xuống để thập điện Diêm La tiếp quản và sau đó xét xử. Cái phần về sau này là phần của thập điện Diêm La, các bạn hiểu chứ? Đấy là thánh chỉ thứ nhất. Thánh chỉ thứ hai, lệnh cho toàn bộ tất cả các thiên tướng, thần tướng mà bản vương đã đưa lên từ lần trước, từ cái lần mà bản vương vào trong thành phố Hồ Chí Minh về cái vụ việc lưu hương của Trần Hưng Đạo, thì lần này bản vương lệnh cho tất cả xuống. Lần này cũng không phải là để trấn giữ cho trần gian, mà xuống lần này với sự dẫn đầu là chủ tướng là Quan Hoàng 10, phó tướng là Quan Hoàng 7, tất cả lập thành một đội dẫn theo 50.000 thiên binh đi xử lý tất cả các tụ điểm tâm linh trên trần gian này. Những ai làm sai, những ai làm cái điều thất đức, vô lương tâm thì thứ nhất phải thu hồi tất cả các vong linh liệt sĩ đưa về một chỗ để gom lại một chỗ để bản vương cho lên thiên siêu thoát. Thứ hai là xử lý tất cả các đồng thầy, thầy pháp làm việc sai trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý thì hãy xử lý theo luật nhân quả. Đó là thánh chỉ thứ hai. Lần này tôi lên hai thánh chỉ. Và một điều cuối cùng, đó là khi tôi về như thế này rồi, tôi xử lý các việc như này rồi, tôi xin phép các bạn đến thứ hai, vợ chồng thầy trò tôi lại bắt đầu cuộc hành trình còn gian dở ở phía Bắc. Thì lần này tôi đi, tôi sẽ không tập trung chỉ riêng ở phía Bắc, mà tôi đi đến tỉnh nào tôi làm luôn tỉnh đấy. Vì sau chuyến đi này, chuyến đi thứ ba của chúng ta sẽ vẫn phải là đi dọc đất nước để tất cả các cái nghĩa trang liệt sĩ tôi đều phải trả vào, đều phải qua.
của các tỉnh, tức là 64 tỉnh thành trên toàn quốc này tôi đều phải đến. Cho nên tôi đi được, tranh thủ đi được điểm nào, tỉnh nào thì tôi nó rút gọn cho tôi cho cái chuyến đi thứ ba, các bạn hiểu không ạ? Cho nên chuyến đi sắp tới này tôi sẽ bắt đầu từ đi dọc cái đường 2 thì là vào Tuyên Quang này, Phú Thọ này, Lào Cai này, Lai Châu này, sau đó đến Điện Biên này, sau từ Điện Biên về tôi sẽ về qua Sơn La này, Hòa Bình này, các cái tỉnh mà trên trục đường đi tôi gặp qua tỉnh nào tôi sẽ xử lý các vong linh liệt sĩ ở tỉnh đó để cho họ lên thiên. Và cứ sau mỗi một chuyến đi như này tôi lại phải dừng lại và làm cái động tác này, đó là khao cho họ lên thiên, khao cho họ một bữa đầy đủ để rồi họ lại chuyển xuống dưới cho thập điện Diêm La tiếp quản và xét xử theo những cái nghiệp và cái phúc của họ để đi theo đường nào, các bạn hiểu chứ. Và thực sự hôm nay thể trạng của tôi, thần thái của tôi nó rất là khỏe. Hôm trước thì tôi rất là mệt mỏi, nhưng hôm nay các bạn có thể cảm nhận cái sức khỏe của tôi, cái năng lượng của tôi nó rất là đầy. Vì đấy không phải là do bệnh tật, mà đây là do sự tác động của quyền lão tổ. Thưa các bạn, tôi là người quản lý thiên giới, tôi chỉ sau Hùng Quyền Lão Tổ. Khi tôi lên thánh chỉ thì từ tôi dưới cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi dưới cả Thái Thượng Lão Quân, dưới cả mẫu. Nhưng khi tôi lên thánh chỉ thì tất cả đều phải quỳ trừ Hồng Quân Lão Tổ. Cho nên cái việc cản đường cản lối tôi trong cái việc là tôi đang quyết tâm đi như này mà không báo được cho tôi, mà không báo được cho tôi tại vì tôi ít ngủ. Tôi đi có những đêm tôi cứ trằn trọc vì cái việc mà các chiến sĩ bị như này thì tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Thế là Hồng Quân Lão Tổ không cách nào báo tôi được, phải chặn chân tôi lại. Và hôm qua tôi thì xin thưa các bạn, tôi bỏ như một đứa trẻ ở trong nhà nghỉ. Và hôm nay tôi lại khỏe mạnh, rất là may mắn. Không phải là may mắn mà đó là rất là hiện hữu của sự tác động về tâm linh, các bạn hiểu chứ. Xin chào và hẹn gặp lại.